Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Văn Giang cùng các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư dự kiến 548 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm B do Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang làm chủ đầu tư, tổng diện tích xây dựng khoảng 9,5 ha tại thị trấn Văn Giang. Công trình được xây dựng ở vị trí đắc địa, một mặt tiếp giáp với đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, tức DT379, một mặt tiếp giáp với đường vành đai 3.5. Hạng mục chính là trụ sở huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện gồm một tầng hầm và 9 tầng nổi với tổng diện tích sàn gần 18.000 m2. Như vậy, đây sẽ là công sở cao nhất tỉnh Hưng Yên, phù hợp với cảnh quan của huyện, có nhiều cao ốc nhất cả nước. Trong đó hiện có trên 20 tòa nhà cao trên 100 mét. Trụ sở này sẽ trông ra quảng trường trung tâm có diện tích gần 2,3 ha với cảnh quan mặt nước, sân vườn, không gian tổ chức lễ hội. Bên cạnh là không gian trưng bày sản phẩm, hội chợ nông sản, sân vườn rộng hơn 1,4 ha, tạo cảnh quan hài hòa, gần gũi thiên nhiên. Ngoài ra còn có hạng mục nhà khách, nhà ăn hiện đại với diện tích xây dựng gần 5.000 m2, hạng mục nhà làm việc một cửa có diện tích xây dựng hạ tầng hơn 3.200 m2, hạng mục bãi đỗ xe trên 3.200 m2 và đường nội bộ có tổng diện tích trên 3,2 ha. Xung quanh khu công sở hiện đại này còn dự kiến xây dựng tổ hợp bảo tàng, thư viện, cung triển lãm, cung thiếu nhi, trung tâm văn hóa cùng trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư cao tầng, khu dịch vụ và một số cơ quan của huyện, tạo nên một quần thể trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa đồng bộ hiện đại. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 550 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Văn Giang. Thời gian thực hiện dự án từ 2024 đến 2027. Hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra ngày 18 tháng 10, nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ DT378 đến quốc lộ 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kết nối với thủ đô Hà Nội qua sông Hồng. Đây là dự án nhóm B. Cấp quyết định chủ trương đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cấp quyết định đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng tỉnh Hưng Yên. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án 1.495 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Hưng Yên, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng trên 650 tỷ đồng, chi phí xây dựng cùng các chi phí khác trên 840 tỷ đồng. Diện tích giải phóng mặt bằng trên 57 ha, trong đó gần 12 ha để xây dựng khu tái định cư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2028. Điểm đầu tuyến từ km 1+224 giao với đường DT378, tức đê tả sông Hồng trên địa bàn huyện Văn Giang. Điểm cuối tuyến km 9+258 giao với quốc lộ 5 nhánh phải thuộc địa phận huyện Văn Lâm. Chiều dài tuyến trên 8 km, trong đó không nghiên cứu trong dự án đoạn từ km 5+360 đến km 8+155, dài gần 2,8 km qua khu đô thị Ocean Park 2 và 3 đang được Vingroup đầu tư. Chiều rộng mặt đường 16 m gồm 4 làn xe chạy và 2 tải an toàn. Hai bên có vỉa hè rộng 3 m mỗi bên. Tuy nhiên quy mô giải phóng mặt bằng theo quy hoạch là rộng 60 m. Các công trình trên tuyến gồm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cầu vỉa hè, cây xanh và công trình kỹ thuật khác. Tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các trục giao thông quan trọng của tỉnh Hưng Yên là đường DT378, DT379, DT377, quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường kết nối di sản dọc sông Hồng, tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện Văn Giang, Văn Lâm, nhất là phát triển các đô thị hiện đại. Trong tương lai, điểm đầu tuyến sẽ kết nối với cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng và kết nối với vành đai 3,5 bên phía Hà Nội. Để khắc phục hạn chế về kết nối giao thông theo trục ngang hướng Đông Tây qua sông Hồng trong quy hoạch giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên sẽ có 5 cầu vượt sông Hồng được xây dựng để trực tiếp kết nối giữa hai địa phương. Tính từ phía thượng nguồn sông Hồng trở xuống, đầu tiên sẽ là cầu Ngọc Hồi trên đường vành đai 3,5 được xây dựng kết nối từ huyện Thanh Trì sang huyện Gia Lâm của Hà Nội và huyện Văn Giang của Hưng Yên. Dự án đang trong quá trình lập báo cáo tiền khả thi với tổng mức đầu tư dự kiến 11.700 tỷ đồng, trong đó trên địa phận thành phố Hà Nội là 8.960 tỷ đồng, địa phận tỉnh Hưng Yên là 2.740 tỷ đồng.
tổng chiều dài tuyến khoảng 7,5 km, trong đó trên địa phận Hà Nội dài 5,4 km, địa phận tỉnh Hưng Yên dài 2,1 km. Mặt cắt ngang 80 m gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp. Đoạn đê tả sông Hồng đến cuối tuyến rộng 60 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Thiết kế vĩnh cửu bằng thép hoặc bê tông cốt thép giữ ứng lực. Cầu Ngọc Hồi kết nối với vành đai 3,5 từ quốc lộ 5 đi qua khu đô thị Ocean Park 2 và 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp theo là cầu Mễ Sở nằm trên đường vành đai 4, dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2025. Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14 km, có điểm đầu giao với quốc lộ 1A, điểm cuối giao với cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Cầu Mễ Sở có mặt cắt ngang 24,5 m, gồm 6 làn xe cao tốc, 2 làn hỗn hợp, sẽ mở ra hướng đi mới cho phương tiện từ trung tâm Hà Nội đến huyện Văn Giang và ngược lại, thay vì đi hướng cầu Thanh Trì và vành đai 3 như trước đây. Cầu Mễ Sở còn tạo nên sự kết nối giữa hai cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng. Cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở cùng kết nối huyện Văn Giang của Hưng Yên với khu vực huyện Thường Tín của Hà Nội. Xuôi về phía hạ lưu sẽ có cầu Đông Ninh bắc qua sông Hồng kết nối huyện Khoái Châu của Hưng Yên với huyện Phú Xuyên của Hà Nội. Hiện chưa có nhiều thông tin về cây cầu này, nhưng nhiều khả năng cầu sẽ nằm ở vị trí bến phà Đông Ninh hiện tại và nằm trên tuyến đường DT383 kết nối với nút giao Lý Thường Kiệt tại huyện Yên Mỹ. Bên phía Hà Nội, đường dẫn cầu này có thể kết nối với tỉnh lộ 73, sau đó nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình trên địa phận huyện Phú Xuyên. Cách không xa cầu Đông Ninh, về phía hạ lưu là cầu Trí Tân hay quy hoạch của Hà Nội, gọi là cầu Phú Xuyên, cũng kết nối huyện Khoái Châu với huyện Phú Xuyên. Vị trí đặt cầu có thể tại khu vực Cảng Cát gần Chùa Cót, huyện Khoái Châu. Đây là cây cầu trên cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, có suất đầu tư sau năm 2030. Tuyến cao tốc này có điểm đầu ở Chợ Bến, giao với vành đai 5, Hà Nội, điểm cuối ở nút giao Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. 12 km cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ qua địa phận tỉnh Hưng Yên được tỉnh xin chủ trương đầu tư trước với quy mô 4 làn xe và đang được ký hiệu là đường DT384B. Cuối cùng là cầu Mai Động có vị trí giáp danh giữa xã Mai Động và xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cầu Mai Động sẽ nằm trên quốc lộ 38C là tuyến quy hoạch mới với hướng tuyến DT377. Đây là một trong những trục kết nối ngang quan trọng của Hưng Yên từ đường Tân Phúc Võng Phan đến đê tả sông Hồng và vượt sông Hồng kết nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Như vậy, trong tương lai, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ có 7 cầu vượt sông Hồng. Hiện có 2 cầu là cầu Yên Lệnh và cầu Hương Hà ở thành phố Hưng Yên cùng kết nối với tỉnh Hà Nam.